Câu số 1 này là đề thi minh họa năm 2017. Đấy, đây là đề số 202 trong quyển sách của thầy. Quyển sách cực kỳ hot hit, quyển sách hữu cơ nhá. Và những bạn mà đã có sách rồi thì chú ý theo dõi thầy cùng chữa nào. Chào Lê Gấm, hello, người theo dõi mốc quan trọng. Thủy Phân, sao lại còn có cả người theo dõi mốc quan trọng này. Lê Gấm. Thủy Phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được anhít. Thì công thức của X là, thế anh này Thủy Phân ấy thì thu được CH3OH. Đúng không? Thì không thu được anhít đâu, vứt A. Đúng chưa? Anh này Thủy Phân tương tự cũng thu được CH3OH đúng không? Vứt C. Anh này Thủy Phân thì thu được ancol anilic CH2 nối đôi CH CH2OH. Vứt nốt. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B các em nhá. B này, anh này Thủy Phân thì thu được CH3 CHO. Đáp án đúng đáp án B. Đây thì cái anh này, cái anh mà có công thức này này, khi mà Thủy Phân ấy rất hay thi, cực kỳ hay thi. Nên các em nhớ nhá, những cái anh có dạng này O này, xong cắm vào carbon chữ nối đôi này thì luôn Thủy Phân ra tạo thành anhít. Các em chú ý nhá. Seven Lớp, người theo dõi mức quan trọng, hay nhỉ. Sau này còn có cả Lan Anh fan cộng 1 thế nào thì cũng không hiểu. Đấy, vậy câu 1 đáp án mình là đáp án B nhá. Mình sang câu số 2 nào. Mình sang câu số 2. Đề cao đẳng năm 2014 nhá. Các em chú ý này, câu này rất là hay, nó rất là hay thi và cũng có rất là nhiều trong cái đề thi ở trên lớp của bọn em. Thế nên các em cần chú ý câu số 2 đề cao đẳng năm 2014 này. STX có tỷ khối hơi so với heli là 21,5. Thì chú ý này, tỷ khối hơi thì D của X so với lại heli á thì bằng 21,5. Từ đó mình tìm được phân tử khối của X sẽ bằng 21,5 nhân với heli, heli bằng 4 đúng không? 21,5 mà nhân với lại 4 bằng bao nhiêu? 21,5 nhân 4 bằng 86. 86. 17,2 gam X. 17,2 gam X thì ta tìm được số mol của X. Mình chú ý này, 86 là nhìn đáp án A, B, C, D. Các em lưu ý nhá. Lâu lâu mà thầy cũng không biết tại sao. Đây mình ra đáp án A, B, C, D. Các em chú ý này, các đáp án này đều là ST đơn chức, ST đơn chức, ST đơn chức, ST đơn chức và ST đơn chức. Ừ, thôi các em, thầy cũng nhìn thấy thi thoảng mờ, thầy cũng chẳng hiểu tại sao luôn. Thôi các em cố gắng khắc phục nha, đây nó mờ theo chu kỳ rồi, chắc do mạng. Nào mình lưu ý này. Nào mình lưu ý này, anh này là ST sẽ có dạng là RCOOR phẩy nhá. Mình tìm được số mol là 17,2 này chia cho 86. Số mol 17,2 mà chia cho 86 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 17,2 chia cho 86 thì bằng 0,2 mol. Tác dụng với NaOH dư. Tác dụng với NaOH dư thì mình thu được là RCOONa đúng không? Số mol này giữ nguyên là 0,2 nhỉ. Mà anh này là bằng 16,4 gam muối đúng không? 16,4. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được phân tử khối là R cộng với, các em lưu ý này, anh này là 44 này, anh này cộng 23 này, vậy là 44 cộng 23 là 67. R cộng 67 thì bằng 16,4 chia 0,2. Các em hiểu chỗ này chứ? Ok, đấy, rất tốt. Thắng Vũ, Nguyễn Thắng, các em giúp thầy tác xong rồi tác tất cả các bạn của em bị mất gốc vào trong video livestream này nhá, xong xem video livestream lại về tường nhá. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được R này bằng 16,4. 16,4 mà chia cho 0,2, 16,4 chia 0,2 bằng 82. Vậy mình có 82 trừ đi 67 thì bằng 15. Vậy bằng 15. Vậy R bằng 15 thì suy ra nó là CH3 đúng không? Vậy đầu nó là CH3COOR phẩy. Vậy CH3 là vứt này. Vậy HCO là vứt này. Được chưa? Thế bây giờ mình bấm này, phân tử khối bằng 86. Phân tử khối bằng 86 nhá. Thì anh này thì đúng là bằng 86 này. Anh này bằng 88. Vậy loại nốt bởi vì phân tử khối bằng 86 rồi mà. Vậy loại đáp án D. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B, bỏ nhá các em nhá. Đáp án đúng mình là đáp án B, bỏ. Các em chú ý comment đáp án nhá. Xong những bạn nào mà bị mờ ấy, không nhìn thấy ấy, thì các em nhớ share video livestream lại về tường thì tí nữa thì up lên Full HD là nhìn kỹ liền à. Được chưa? Mình sang câu số 3 nào. Công thức nào sau đây là công thức của chất béo? Thì vừa thấy có khá nhiều bạn comment là mình học đến bài chất béo rồi đấy. Thì đây là một câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Câu này là rất hay thi. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Các em cần chú ý nhá. Wow, có cả bạn là Hồng Thắm, người theo dõi mốc quan trọng nữa. Hôm nay nhiều người theo dõi mốc quan trọng ấy nhỉ. Ok. Các em đang theo dõi video livestream của thầy, giúp thầy share video livestream lại về tường, xong rồi là tag tất cả các bạn trong video livestream nhá. Đấy, đang bị đói bụng. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo nào? Có thể là công thức của chất béo. Thế thì chúng ta lưu ý là chất béo được định nghĩa nó là trieste của glycerol và các gốc axit béo nhá. Là trieste của glycerol và thế thì ở đây mình có này.
Thế đây mình có này, anh này là không phải là 3 ET, này là ET đơn chức vứt, anh này ET đơn chức vứt, anh này ET hai chức vứt, vậy chỉ có 3 ST của Diceron đây. Anh này còn có tên gọi là gì nhỉ? 3 ST Arin. Được chưa? Vậy đáp án đúng của mình là đáp án D. Đấy, rất tốt, có rất khá nhiều bạn comment đúng. Được chưa? Nào mình tiếp nào, mình tiếp nào. Sang câu số 4 nào. Câu số 4 là câu ở đề thi minh họa năm 2017. Các em ơi, các em thấy thầy giảng các em có hiểu bài không? Các em mà hiểu thì thả một cái chấm xong xe lại nhanh lại về tường nhá, để thầy biết là các em hiểu bài. Nào câu số 4. Thủy phân 4,4 gam etin acetat. Thủy phân 4,4 gam etin acetat. Thế thì mình biết được rằng etin acetat của mình là CH3 này, COO này, C2H5 này. Mình tìm được số mol luôn nhỉ. 4,4 mà chia cho 4,4 mà chia cho anh này phân tử khối là bằng 88 đúng không? Chia cho 88 thì bằng 0,05 bằng dung dịch NaOH. Mình tìm được số mol NaOH luôn nhé. Bằng 0,2 nhân 0,1 bằng 0,02 á. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì mình cô cạn dung dịch, mình thu được mờ gan chất rắn khan. Vậy chất rắn khan mình chắc chắn là CH3COONa. Tính theo số mol thằng nhỏ hơn nhá, thì anh này là 0,02 này, anh này 0,05 này. Khó thế đề á? Thì đợi lúc không mờ em, em thử thoát ra. 0,02 này, 0,05 này. Vậy thì hoàn toàn mình tìm được anh này này bằng 0,02. Được chưa? Thế lưu ý rằng là NaOH này hết, đúng không? Este dư, ý nghĩa este dư thì nó là chất lỏng rồi, nên không thể là chất rắn được. Vậy chất rắn chúng ta chỉ là CH3COONa. CH3COONa là 0,02 nhân với lại 100 nhân với 82 đúng không? 0,02 0,02 nhân 82 bằng 1,64. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Các em ơi, thầy quên không mang máy tính nên thầy phải bấm bằng điện thoại. Các em có cái phần mềm nào mà bấm máy tính bằng điện thoại nhanh nhanh không? Bảo thầy với. 1,64 ok, đáp án đúng đáp án C, rất tốt. Ok, mình sang câu số 5 nào các em. Câu số 5 nào. Đề đại học khối B năm 2013. Thanh niên nào chưa xe lại về tường thì xe thật nhanh lại về tường nhá. Xong tác tất cả các bạn vào trong video livestream nhá. Đây là thầy đang chữa đề trong sách của thầy, sách đề. Những câu này câu rất hay thi để thi đại học. Đây lại là một câu trong đề thi đại học khối B năm 2013. An Nguyễn ơi, sang câu số 5 rồi. Các em cùng comment đáp án câu số 5 nhá. Câu số 5 đáp án gì nào? Phát biểu nào sau đây là không đúng, gạch chân cho thầy từ không đúng nhá. Gạch chân cho thầy từ không đúng. Ok. Chất béo là trieste. Đúng rồi, nhưng của ethylene glycol là chết. Tâm cười cái gì mà cười. Được chưa? Chất béo thường không tan trong nước và nhẹ ăn nước, đúng. Vậy ở đây không đúng là đáp án đúng là không đúng là đáp án A rồi. Đúng chưa các em? Thầy đang bị đau họng. Câu số 5 đáp án A đúng không? Vậy là các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ ăn nước, B đúng. Được chưa? Wow, người theo dõi mốc quan trọng. Các em giúp thầy chấm thật mạnh mẽ xong xe video livestream này về tường, trong tác các bạn vào trong video livestream nhá. Trirurin có khả năng tham gia phản ứng cộng hydro khi đun nóng có xúc tác niken, cái này hoàn toàn chính xác. Bởi vì trirurin của chúng ta là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Thì bên trong phân tử cấu trúc của trirurin ấy thì nó có nối đôi CC. Bởi vì nó có nối đôi CC nên chắc chắn là nó có khả năng tham gia phản ứng cộng hydro nên C đúng. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dịch kiểm hoàn toàn chính xác. Vậy D đúng. Vậy đáp án sai của mình. Đáp án sai. Wow, hôm nay là một kỷ lục với 2K2. 150 bạn đang theo dõi video livestream của thầy. Đấy, thank you tất cả 150 bạn đang theo dõi video livestream. Thầy sẽ cố gắng hơn nữa để có thể giúp đỡ cho các em tối đa trong kỳ thi trung học thông quốc gia 2020. Đấy, câu 5 đáp án A. Đấy, thầy chỉ thích là các em share là thật nhiều trong tác các bạn và trong video livestream thôi. Mình có sang câu số 6 tiếp là một câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Lâu lâu bị mờ khó coi thì thầy cũng không biết như thế nào. Thanh Hùng ạ, thôi em cố gắng nhá, khắc phục em ạ. Câu số 6 nào. Đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, xà phòng hóa hoàn toàn 177 gam tristerin. Xà phòng hóa hoàn toàn 178. Các em chú ý nhá, lịch live stream cố định. Lịch live cố định là 20:30 tối thứ hai và 20:30 tối thứ tư. Nhớ chưa? Đây là lịch live cố định của chúng ta. 20:30 tối thứ hai và 20:30 tối thứ tư. Thì tối thứ tư là mình sẽ học về carbohydrate nhé. Tuần tới carbohydrate. Các em chú ý nhé, tối thứ tư tuần tới thì mình sẽ học về carbohydrate. Nào câu số 6 nào. Câu số 6.
xà phòng hóa hoàn toàn. Và các em cứ theo dõi này thôi, xong rồi chốc nữa là like xong thấy up lại full HD là ok. Thế nên là chắc là bị này là do máy thôi. Thì vì vậy nên là các em chú ý rằng là thầy like xong thì thầy sẽ up full HD lên cho các em xem lại về tường và các em xem lại được full HD nhá. Câu số 6 nè. Xà phòng hóa hoàn toàn 178, chưa đứa nào dám comment đáp án của 176. Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gam tristearin. Tristearin là C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5 đúng không? Trong dung dịch KOH thì một thằng này là trieste. Đề 02 Hồ Kỳ Huy nhá, đề là đề số 02. Ăn 2 ăn 3 KOH thu được m gam kali stearat. Kali stearat là C17H35 COOK. Đây ba anh này. Giá trị của m. Thế hoàn toàn mình tìm được số mol của tristearin. Đúng không? Tristearin nếu thầy nhớ không nhầm thì tristearin phân tử khối bằng bấm thầy hình như là bằng 890 đúng không? Và mình tìm được số mol là 178. 178 chia 890 bằng 0,2 mol. Mình bảo toàn này, 0,2 nhân 3 thì bằng 0,6. Đến đây mình tìm được m muối luôn. Mình có anh này là 12 nhân 17 cộng với em non thầy dùng máy tính này. Cộng 35 cộng 44 cộng 39 bằng nhân 0,6 bằng 193,2 gram. 193,2 gram. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án D. Ok. Đáp án đúng của mình là đáp án D các em nhá. Đấy các em thấy câu này giải rất là dễ thôi. Chúng ta cần nhớ được công thức của tristearin là ok thôi. Đúng không? Đấy cần lưu ý cho thầy những cái câu này làm cực kỳ dễ. Ok. Lan Anh rất tốt, cảm ơn Lan Anh. Nào mình sang câu số 7 nè các em. Câu số 7. Khi xà phòng hóa triglyceride X bằng NaOH dư. Khi xà phòng hóa triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư thì đun nóng sản phẩm thu được hỗn hợp gồm glycerol, natri oleat, natri stearat và natri palmitat. Các em chú ý nha. Chúng ta chú ý nha. Xà phòng hóa triglyceride mà thu được glycerol và 3 axit. Vậy là nó được tạo bởi từ 3 gốc axit. Vậy thì đặt 3 gốc axit này với cái tên số tự là 1, 2 và 3. Được chưa? Các gốc axit này là 1, 2, 3. Vậy mình sẽ có các cái số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên. Các em chú ý này, cực kỳ chú ý này. Là 1, 2, 3. Bởi vì thằng này thủy phân là cả 3 nên phải có cả 3. 1, 3, 2. Đúng chưa? Và 1, 2, 3 này, 1, 3, 2, 1, 3. Được chưa? Vậy là tổng cộng mình có 3 cái thằng triglyceride thỏa mãn cái tính chất trên. Là thủy phân ra được gồm glycerol, natri oleat, natri stearat và natri palmitat. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đấy, câu này lại không cần thuộc tên mà vẫn làm được. Thế mới kinh khủng. Câu này lại không cần thuộc tên mà chúng ta vẫn làm được. Đấy, học thầy nó bá đạo và nó chất như vậy. Thế nha, các em hiểu chưa? Các em có hiểu phương pháp này không? Bạn nào mà các thanh niên nào hiểu chấm cái để thầy biết nào. Các thanh niên nào hiểu chấm cái để thầy biết nào. Chấm cái mạnh mẽ nào. Xong xe lại về tường để thầy biết nào. Rồi mình sang tiếp câu tiếp theo nhá. Câu số 8 nào. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo. Bây giờ nó lại khó hơn rồi này. Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo chưa biết gì này. 17,8 này. Cần vừa đủ dung dịch NaOH. Các em lưu ý này, một thằng chất béo thì ăn 3 NaOH. Số mol NaOH là 0,06. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối. Và chắc chắn cộng glycerol là C3H5OH 3 lần. Được chưa? C3H5OH 3 lần. Vậy hoàn toàn mình suy được số mol của glycerol bằng 0,06 x 1 chia 3 bằng 0,02 các em nhá. 0,02 nhá. Vậy hoàn toàn đến đây mình bảo toàn khối lượng nhá. Bảo toàn khối lượng thì mình được 17,8 cộng với khối lượng NaOH là 0,06 x 40 bằng m muối cộng với lại 0,02 x 92. Hoàn toàn đến đây mình bấm máy tính mình tìm được m muối. Đấy thì chất béo nó chỉ có dạng này làm đi làm lại theo kiểu này thôi các em ạ. Bạn nào mù hoàn toàn phải theo cái này được. An Nguyễn ạ, rất là dễ thôi em. Vậy hoàn toàn mình tìm được nhá, 17,8 0,06 x 40 0,06 x 40 cộng với 17,8 bằng trừ đi 0,02 nhân 92 0,02 nhân 92 bằng 18,36 gam. Vậy chắc chắn đáp án đúng của chúng ta là đáp án
B, bỏ. 890 thì suy ra được chất béo nó là triglycerin lan anh nhá. 890 suy được nó là triglycerin. Được chưa? Những câu này những câu rất hay, đây là câu số 8 của trong đề thi trung học phổ thông quốc gia 2017. Đó, kiểu gì trong cái lúc mà học hay là lúc thi ở trên trường các em cũng sẽ gặp nó thôi. Nên các em nhớ là share video livestream lại về tường, xong rồi tag tất cả các bạn vào trong video livestream nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 9. Hôm nay mình chữa full 40 câu cơ. Những bạn nào mà muốn chữa full 40 câu thì chấm các để thầy biết nào. Chấm các mạnh mẽ để thầy biết nào. Hôm nay thầy đang dự định là chữa full 40 câu. Thanh niên nào muốn chữa full 40 câu thì chấm các để thầy biết nào. Ôi đau họng quá. Đau họng thế. Đau họng thế này mà vẫn cố gắng livestream cùng học sinh ấy. Nào mình có nào. Sang câu số 40. Sang câu số 9 à. Sao hóa chất béo sau đây? Sao phòng hóa chất béo nào sau đây thu được glycerol? Lưu ý nha. Sao phòng hóa chất nào sau đây thu được glycerol thì chắc chắn là sao phòng hóa chất béo thì mới thu được glycerol thôi. Hiểu không em? Hello, chào Nguyễn Trọng Thịnh. Được chưa? Thế thì sao phòng chất mà thu được glycerol thì chỉ có thể là triglycerin. Đúng chưa? Metinacetat thì sao phòng thu được ancol metilic CH3OH. Anh này thu được là C6H5 CH2OH, cũng vứt nốt. Đúng chưa? Nguyễn Chí Hải mất gốc và gắng theo thầy. Ok. Thầy cần tìm hết. Metin format là thu được là CH3OH. Ok. Thế xong nhá. Rất dễ. Nào mình sang câu số 10. Câu số 10. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Nhân tiện đây thì cũng có một lời nhắn nhủ với tất cả các bạn mất gốc đang theo dõi video livestream này là các em có thể theo dõi hoàn toàn các cái live của thầy Free trên tường. Và hiện tại bây giờ các cái khóa livestream, khóa live VIP cũng như khóa full video của thầy đang giảm giá chào mừng đầu năm học cực kỳ sâu, chỉ còn 250.000 cho một khóa. Thế chính vì vậy nên bạn nào mà muốn đăng ký thì hoàn toàn inbox cho thầy ngay lập tức nhá. Thầy chỉ ưu tiên 50 bạn đầu tiên đăng ký thôi. Và đầu mỗi năm học. Các em cần lưu ý một chút nữa rằng là nếu mất gốc thì chúng ta nên đăng ký học cả hai full hai khóa để lấy lại được gốc nhanh nhất nhá. Nào mình sang câu số 10 nào. Mình sang câu số 10. Ok, thầy không nói to nữa, thầy nói nhỏ nhỏ nhá cho chúng ta vừa ngủ nghe nhá. Câu số 10, đốt cháy hoàn toàn một lượng STX. Đốt cháy hoàn toàn một lượng STX. No đơn trước mạch thở. No đơn trước mạch thở. Thế vậy là STX của chúng ta là no đơn trước mạch thở. Vậy thì công thức tổng quát của nó sẽ là CnH2NO2 đúng không? Cần vừa đủ amon oxy và thu được amon nước. Thu được CO2 này, H2O này, amon oxy này, amon nước này, amon CO2 này. Các em nhìn thấy chứ, toàn học sinh thương thầy, thank you, cảm ơn Lê Thị Lan Phương. Vậy hoàn toàn đến đây mình đi bảo toàn nguyên tố oxy nhé. Là mình tìm được số mol của este này. Là bằng A nhân 1 này, cộng A nhân 2 bằng 3A này, trừ 2A này. Vậy là còn A này, chia 2 này, bằng 0,5A. Các em hiểu không nhỉ? Thầy ghi lại nhé. A nhân 1 này, cộng 2A này, trừ 2A này, chia 2 này, bằng 0,5A này. Ok, thầy nói bé. Thank you, Tâm. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon bằng A chia 0,5A. A chia 0,5A bằng 2. Được chưa? Vậy số nguyên tử carbon của mình bằng 2, vậy thì chắc chắn nó là C2H4O2. Thế mà C2H4O2 thì chỉ có thể là một anh este duy nhất thôi. Chỉ là một anh este duy nhất thôi. Là HCOOCH3. HCOOCH3 mà đề bài bảo là cho 0,1 mol X, tác dụng vừa đủ với dung dịch cao H. Vậy đây là 0,1. Mà tác dụng vừa đủ với cao H thì thu được muối. Vậy muối của chúng ta là HCOOK, số mol bằng 0,1. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được khối lượng. Hoàn toàn đây mình tìm được khối lượng. 1 cộng với 44 cộng với 39 bằng nhân với 0,1 bằng 8,4 gam. Đúng không? 8,4 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? 8,4 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 84 nha. Tâm ơi, Tâm comment đáp án đi. Các em cùng comment đáp án xem là đáp án đúng là đáp án gì nhé. Cùng comment đáp án xem đáp án đúng là đáp án gì. Nào mình sang câu số 11 nè. Câu số 11 đề minh họa năm 2017. Câu số 11 đề minh họa năm 2017. Số este công thức phân tử C4H8O2 đây. Bao nhiêu bạn chưa biết chiêu 3, 4, 5, 2, 4, 8 chấm cái điểm danh thế nào? Bao nhiêu bạn chưa biết chiêu 3, 4, 5, 2, 4, 8 chấm cái điểm danh để coi nào? Bao nhiêu bạn chưa biết chấm cái để coi nào? Như thầy đã hứa ở trên nick cá nhân của thầy.
Như thầy đã hứa ở trên nick cá nhân của thầy thì bây giờ thầy livestream, thầy hướng dẫn lại cho chúng ta cái phương pháp, được chưa? Thầy ấm lại cho chúng ta cái phương pháp tâm tâm xanh ngu. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha. Thầy giải dễ thế mà em ngẫm 5 phút xong một câu, thế nên em phải học thầy là hợp lý rồi. Nào mình có nhá. À, C4H8O2 tập trung này, cả lớp cùng tập trung này, để ý này. Vậy thì ST của mình có dạng là R1 COO R2 đúng không? Vậy có phải thầy được là R1 cộng R2 thì bằng 4, bỏ đi một carbon thì còn 3 carbon đúng không? Được là 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1 đúng không? Thì phân tích tính tổng bằng 3 mà. Vậy ở đây thầy có này. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 3 của thầy có 2. Hiểu chưa? À xem rồi, xem YouTube rồi. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. Được chưa? Những bạn nào mà không biết, những bạn nào mà không biết thì theo dõi trên channel YouTube của thầy nhá. Theo dõi trên channel YouTube của thầy nhá. Đây này, channel này, đồng phân nhanh. Đồng phân siêu nhanh của thầy này. Kích ở đây này, có ông Minh Vlog dạy tìm đồng phân siêu tốc, được chưa? Đấy, là xong. Đây các em xem. Skin, có skin dùng cho không no, skin này dùng cho cả không no. Đây, ông Minh Vlog đây. Được chưa? Skin của thầy cân được cả không no. Thầy đã dạy cho tất cả các bạn lớp live VIP rồi nhá. Nào mình có này, 0, 1, 2 chỉ có 1. 1, 1, 1, 1, 1. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4 đúng không? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là có 4 nhá. Số ST C 4, ok. Mình về lâu. Chính xác. Nào mình sang câu 12 nào các em. Câu 12 nhá. STX có công thức phân tử là C4H8O2. STX có công thức phân tử. Không có máy tính nên phải dùng điện thoại ạ. Chơi trội cái gì ạ? STX công thức phân tử C4H8O2. C4H8O2 mà hội học sinh lầy lội, nó không thèm bấm máy tính hộ mình. Mình tìm được số mol bằng 2,2 chia 88. 2,2 chia 88 bằng 0,025. 0,025. Vào 20g dung dịch NaOH, chỗ này là 8% các em nhé. NaOH 8% nhé. Vậy đây là NaOH, các em comment đáp án xem là sẽ là đáp án gì nào. Ở đây mình có C% bằng M chất tan trên M dung dịch. Vậy là 20 này nhân với 0,08 này chia 40 này, mình tìm được số mol luôn. 20 nhân 0,08 chia 40 bằng 0,04. 0,04. Vậy mình nhìn ở đây mình biết ngay là NaOH sẽ dư. Mình nhìn đây mình biết ngay NaOH sẽ dư. Và ST sẽ hết đúng nóm sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Vậy dung dịch Y là RCONA này. Số mol tính theo anh này là 0,025. Và chắc chắn có NaOH dư. Chắc chắn có NaOH dư. NaOH dư là bao nhiêu nhỉ? 0,04 trừ 0,025 bằng 0,015. Và tổng khối lượng của bọn này như đề bài cho chúng ta là bằng 3g. Bằng 3g. Các thanh niên nào mới vào thì nhớ share lại video livestream lại về tường nhá, sáng tác các bạn vào trong video livestream nhá. Và hoàn toàn đây mình có này, 0,025 nhân với R cộng với cụm này là cụm 67 này. Cộng với 0,015 nhân 40. 0,015 nhân 40 thì bằng 3g. Và hoàn toàn đây mình tìm được R đúng không? Hoàn toàn đây mình tìm được R. Phải có này. 3 này trừ đi này. 40 nhân 0,015 bằng 2,4 chia cho 0,025 bằng trừ đi 67 bằng 29. Vậy R của thầy bằng 29. R bằng 29. R bằng 29 vậy nó chỉ có thể là C2H5. Được chưa? Vậy nó là C2H5 COO CH3. Vậy công thức cấu tạo của X là C2H5 COO CH3. Vậy loại HCO, loại HCO, loại CH3, C2H5 COO CH3. Đáp án đúng đáp án D. Một câu trong đề thi cao đẳng năm 2013. Đấy. Mình sang câu số 13. Một câu về nhận định đúng sai. Các em thử comment ra đáp án xem câu số 13 đáp án gì nào các em. Câu số 13. Số nhận định đúng sai này. Đáp án đúng là đáp án gì này. Nhìn trông khó le cổ. Khó le lưỡi đúng không? Nào câu số 13 nào. Đố các em comment được đúng đấy. Xem các em comment hôm qua đúng cái gì. Câu số 13 nào. Câu số 13 đáp án gì nào?
13 đáp án gì cả nhà nhỉ? Đề nào khối A năm 2012 cho các biểu sau đây. Chất béo được gọi chung là triglycerid hay triglycerol, hoàn toàn chính xác. Chất béo nhẹ nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ, hoàn toàn chính xác tiếp. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch, chính xác tiếp. Tristearin và triolein có công thức lần lượt là tristearin là phải là C17H35 nhưng đây là C17H3, vậy sai. Mình có A, B, C đúng, vậy số phát biểu đúng là A. Ok chưa? Lan Anh hoàn toàn chính xác, Phạm Bát Đức chính xác, rất tốt. Ok, Seven Love chính xác. Nào mình sang câu 14 nào. Mình sang câu 14 nào. 14, đề đại học khối A năm 2010. Đề đại học khối A năm 2010 nhá. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol 1 este cần dùng vừa đủ, đây là 24% này. Vậy mình tìm được này. Vậy mình tìm được này. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol 1 este cần dùng vừa đủ NaOH. Thế thì các em lưu ý nhá, các em lưu ý nhá. Mình tìm được số mol NaOH luôn này. Bằng 100 nhân 0,24 chia 40 thì bằng 100 mà nhân 0,24 chia 40, 0,6 mol. Mà este này, vậy hoàn toàn mình có này. Số chức este, số chức este sẽ bằng là 0,6 chia 0,2 bằng 3. Và vậy chắc chắn anh này là trieste. Được chưa? Đề nghị các bạn like VIP không được gây các bạn khác hoang mang. Được chưa? Nào vậy hoàn toàn mình có này. Hoàn toàn mình có này. Thu được hỗn hợp muối của hai axit carboxylic đơn chức, hai axit đó là, thế bây giờ các em cần lưu ý cho thầy, đây là trieste rồi. Thì hoàn toàn mình có RCOO tất cả 3 lần C3H5 cộng với lại NaOH, ăn 3 NaOH nhá, để tạo thành RCOONa 3 lần, đây là thầy đang đặt R trung bình, cộng C3H5OH 3 lần, được chưa? Thế thì hoàn toàn ở đây thì có này, số mol anh này bằng 0,2 mol, số mol anh này bằng 0,6 mol, mà tổng khối lượng bằng 43,6. Hoàn toàn thì có R cộng với 67, các em có hiểu không nhỉ? Thì bằng 43,6 chia 0,6. 43,6 chia 0,6. Đến đây mình tìm được R bằng 43,6. Sao lại có ai hoang mang không An Nguyễn? Có gì mà hoang mang em? 43,6 mà chia cho 0,6 thì bằng 72,66. 66 trừ đi 67. Trừ đi 67 thì còn 5,66. Bởi vì bằng 5,66 thì 5,66 lớn hơn 1 nên chắc chắn nó có một thằng HCO, nên loại chỗ này, loại chỗ này. Được chưa? Ở đây đề bài chỉ nói là axit carboxylic đơn chức thôi, không nói gì nhiều, mình chưa khẳng định được gì nhiều, mình chỉ biết được chắc chắn chỗ này là HCOO. Đúng chưa? Thế thì mình nhìn thấy này, 5,66 này gần 1 hơn. 5,66 này gần 1 hơn này. Vậy thì chắc chắn là HCONa này sẽ chiếm số mol nhiều hơn. Mà số mol chất béo là 0,2. Vậy thì mà có hai muối, vậy thì một muối sẽ là 0,2, một muối 0,4. Vậy chắc chắn anh này chiếm 0,4 mol. Và anh còn lại là RCOONa chiếm 0,2 mol. Mà tổng khối lượng của anh này bằng 43,6. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây thầy sẽ tìm được. Vậy hoàn toàn đến đây thầy sẽ tìm được. Đây 43,6 trừ đi khối lượng HCONa nhá. 43,6 trừ đi 0,4 nhân, chết rồi, thằng này 68, bằng 16,4 chia 0,2 bằng 82. RCONa bằng 82. RCONa bằng 82. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được R bằng 82 trừ 67 bằng 15. R bằng 15 thì nó chỉ có thể là CH3 thôi. Đúng chưa? Nó là CH3, vậy thì chắc chắn nó là HCO và CH3 COH. Đáp án đúng đáp án A nhá. Đáp án đúng đáp án A nhá các em nhá. Rất là dễ. Mình sang câu tiếp, câu số 15 này. Mình sang câu tiếp, câu số 15 này. Đề đại học khối B năm 2010. Đề đại học khối B năm 2010. Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử là C6H10O4. Hợp chất hữu cơ mạch hở X
có công thức phân tử là C6H10O4. Thủy phân X tạo thành hai ancol đơn chức. Đây, thủy phân X tạo thành hai ancol đơn chức có số nguyên tử carbon trong phân tử gấp đôi nhau. Anh này thủy phân tạo thành CH3OH, CH5OH gấp đôi. CH5OH, CH3OH gấp đôi. CH3OH, CH7OH gấp 3 với CH3OH, CH5OH gấp đôi. Đấy chưa? Bây giờ là C6H10, tổng 6 carbon. Mình loại đáp án C nhé. 1 2 3 4 5 6 được. 1 2 3 4 5 vớt. 1 2 3 4 5 6 7 vớt. Vậy đáp án đúng mình đáp án. À rất là dễ. Phạm Văn Đức được 10, hôm nay phê thế. Chào. Lớp học nha các bạn. Ôi tâm hồn thôi. Cố gắng học thầy đi em ạ, học thầy ngay từ giờ thì không bị ung thư tâm hồn. Hello chào cả nhà. Nào mình sang câu tiếp theo, câu số 16. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 16 nào các em. Câu số 16 đáp án gì nhỉ? Các thanh niên giúp thầy share lại video live stream lại về tường, xong rồi tag tất cả các bạn vào trong video live stream giúp thầy nhá. Hello. Câu số 16 nè. 16 đáp án gì? 16 đáp án gì nhỉ? Hỗn hợp X gồm axit carboxylic. Hỗn hợp X gồm axit carboxylic X và ancol Y đều đơn chức, số mol X gấp 2 lần số mol Y. Đây nha, nó thể viết nha. Hỗn hợp X gồm axit carboxylic đơn chức X, RCOOH, ancol Y, R'OH, số mol X gấp 2 lần số mol Y. Vậy thì đặt số mol Y là A, thì số mol X là 2A. STZ được tạo ra từ X và Y. Vậy STZ của chúng ta là RCOO, R'. Được chưa? Được tạo ra từ X và Y. Vậy thì đặt nó số mol là B. Cho một lượng M, cho một lượng M tác dụng vừa đủ dung dịch NaOH. Mình tìm số mol NaOH bằng 0,2, tạo ra muối. Muối này, RCOH và RCOR phẩy tác dụng NaOH thì tạo thành RCOONa. Đúng chưa? Số mol này, số mol là tính theo thằng axit và tính theo thằng este là 2A cộng B. Mặt khác, mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố natri, anh này 0,2, vậy 2A cộng B bằng 0,2. Được chưa? Đây là 16,4 gam muối. Vậy hoàn toàn đến đây tìm được là R cộng với cụm này là 6,44 cộng 23 là 6,7 thì bằng 16,4 chứ 0,2. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được R bằng 15. Được chưa? Chúng ta tìm được R bằng 15 thì chắc chắn thằng axit là CH3CO, CH3COOH. Axit là CH3COH. Vậy mình loại ngay đáp án A, loại ngay đáp án C. Mình còn đáp án B và đáp án D. Được chưa? 8,05 gam ancol. Vậy ancol chúng ta là ancol R'OH. Số mol ancol này, ancol này giữ nguyên này là A này. Cộng ancol với este tạo thành là B. B. Mình có này 2A cộng B bằng 0,2. Vậy suy ra A cộng B phải nhỏ hơn 0,2. Được chưa? Mà khối lượng của ancol là 8,05. Vậy có phải đến đây thì có R phải cộng với 17 bằng 8,05 chia A cộng B. A cộng B nhỏ hơn 0,2 nên thằng này sẽ lớn hơn 8,05 chia 0,2. Mà 8,05 chia 0,2, 8,05 chia 0,2, 8,05 chia 0,2 bằng 40,25. 40,25. Mà thằng nhỏ nhất là thằng CH3OH thì bằng 32. Vậy chắc chắn không thể CH3OH rồi. Vậy chỉ có thể là CH5OH lớn hơn 40,25. Được chưa? Bởi vì lớn hơn 40,25 mà mình chỉ còn hai đáp án thôi. Thằng này bằng 32 này. Lớn hơn mà nên loại nốt thằng này. Vậy đáp án đúng mình đáp án D. Các em hiểu chưa? Ok, rất là dễ thôi. Cực kỳ dễ mà. Mình sang câu tiếp theo, câu số 17 nhé. Chuỗi này thì đang like chữa cực kỳ chậm, like sách chữa chậm cho tất cả các bạn và các em cùng có thể theo dõi được, cùng có thể hiểu được nhá. Các em cùng comment đáp án câu số 17 xem đáp án gì. 17 đáp án gì cả nhà? 17 đáp án gì? Lê Thị Lan Phương. Nào có 17 nào các em? Cùng comment đáp án câu 17 nào. Bạn Anh, bạn đang bấm máy tính hộ thầy đấy. Lan Anh luyện được chưa? Bấm máy tính tay trái chưa? Tất cả các bạn team live VIP nhớ bấm máy tính bằng tay trái nhá. Ui, sao live stream hay như này mà ít xe nhỉ?
mà lại còn bị ít cả like nữa. Em được có 82 like em ạ. Được có 82 like thôi, bây giờ thì mới để ý. Nào câu số 17 đáp án gì cả nhà? Ôi, các em share lại để kéo lại view là sao tự nhiên tụt mốt này, bây giờ thì mới để ý mãi giảng quá. Giờ xuống còn có 5 6 bạn, lúc nãy 150 bạn mà. Ôi. Làm sao nhỉ? Không hiểu à các em? Hay là đi ngủ hết? À chắc mai đi học, thầy đoán thế. Nào câu 17 nào, cho sơ đồ chuyển hóa. Cho sơ đồ chuyển hóa. Triolein này, tên của Z là, thế thì mình phải hiểu triolein là gì đã. Triolein, em đi em thuận tay trái rồi, rất tốt. Triolein là C17H33COO 3 lần C3H5 cộng hydro dư thì nó tạo thành C17H35COO 3 lần C3H5. Được chưa? Cháu này cộng NaOH. Cháu này cộng NaOH dư thì thu được C17H35COONa. Được chưa? Đây là cháu này là cháu X này. Cháu là cháu Y này. Cháu Y cộng với HCl thì ra cháu Z là C17H35COOH. Anh này là acid stearic. Acid stearic, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok chưa? Ok chưa? Tiếp tục nào. Sang câu số 18. Ui giời ơi, thầy biết rồi, chắc là nhiều đứa nhìn thế này sợ quá nên là chạy đi ngủ hết. Những câu này những câu hay thi mà. Câu 18 đề học khối B năm 2010. Câu 18 đề thi đại học khối B năm 2010. Đáp án gì đây? Đáp án gì thế nào cả nhà? Ơ sao anh Nguyễn lại thất vọng gì? À câu này em nhớ em làm rồi. Nào tiếp tục nào. Câu 18 đề đại học khối B năm 2010. Đề đại học khối B năm 2010. Hỗn hợp X gồm axit palmitic. Hỗn hợp X gồm axit palmitic. Axit palmitic là C15H31COOH. Axit stearic là C17H35COOH. Acid linoleic là C17H31COOH. Được chưa? Để trung hòa MgamX cần NaOH. Số mol NaOH bằng 1 nhân 0.04 bằng 0.04. Trung hòa hết nhá. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn thì thu được CO2. Số mol CO2 nào? Số mol CO2 bằng bao nhiêu nào? Số mol CO2 bao nhiêu các em? 15,232 chia 22,4 bằng 0,68. Số mol nước bằng 11,7 chia 18 bằng 0,65. Bây giờ tất cả các bạn theo dõi thầy đến bây giờ, thầy chỉ cho các em một chiều cực kỳ kinh điển. Cực kỳ kinh điển. Chú ý nhá, chú ý nhá. Anh này có phải là axit no không? Anh axit no thì có phải là số pi của nó là bằng 1 không? Anh này cũng là axit no đúng không? Thì số pi nó bằng 1 đúng không? Hai anh này có phải chung công thức tổng quát là CnH2NO2 không? Thế chung công thức tổng quát của hai anh này thì có điều gì xảy ra? Là gì? Là số mol nước bằng số mol CO2. Thế còn riêng anh này thì số pi của nó bằng 1, 2, 3 không? Thế thì chính bởi vì anh này là pi bằng 3 nên mình áp dụng công thức là NCO2 trừ N nước chia cho N cháy. Hôm nay nhiều đứa mới được nhìn sự kia này. Bằng K trừ 1 bằng 2. Pi bằng 3 mà. Vậy mình tìm được số mol của anh này. Bởi vì hai anh này cháy thì cho số mol nước bằng số mol, nhưng chênh lệch là do anh này thôi. Vậy nó sẽ bằng là NCO2 là 0,68 trừ 0,65 chia cho 2 thì bằng N của acid linoleic. Acid lin. Vậy hoàn toàn mình tìm được. Chào Trần Đỗ Trung Thành, hello em. 0,03 chia cho 2 bằng 0,015. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án. Đấy nha. Dã man không? Chiêu của thầy dã man không? Kinh điển chưa? Sợ không? Rất là kinh điển. Đấy nhá, đây lại là một chiêu mới. Hôm nọ thầy dạy chúng ta là dạy theo phương pháp đếm bẩn. Hôm nay thầy dạy chúng ta là dạy theo phương pháp gì? Nhìn theo phương pháp đặc biệt. Đấy, có rất rất nhiều cách.
lại một skin mới được đẻ ra. Nào mình sang câu tiếp theo, câu số 19 nào, sợ thật. Đấy, cứ theo dõi thầy kỹ vào thì còn nhiều chiêu nữa, còn nhiều chiêu kinh điển nữa 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 và còn rất 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 nhiều chiêu. Nha. Em không nhớ 8 giờ 30, cứ mặc định thôi em, cứ tối 8 giờ 30 tối thứ hai và tối thứ tư thì thầy lên sóng chữa livestream cùng các em. Mình sang câu tiếp theo, câu số 19 này. Mình sang câu tiếp theo, câu số 19 ạ. Đúng, mọi chất Trần Thủy Nguyên nhé. Mọi chất thủy phân STZ trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y. Thủy phân STZ trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y. Thế là bây giờ là mình đi thủy phân thằng Z trong môi trường axit thu được X và Y này. Z này. Trong môi trường axit là nước H cộng thì thu được X và Y. Phân tử khối X nhỏ Y bằng một phản ứng chuyển hóa X thành Y. Do có cụm từ bằng một phản ứng chuyển hóa X thành Y thì tương đương với X và Y có cùng số nguyên tử carbon. Đúng chưa? Z không thể làm. Bây giờ thì mình viết phương trình nhá. A này, metin propionate này. Metin propionate 1 2 3 OO CH3 thì thủy phân thu được CH3OH và C2H5 COH bằng một phản ứng chuyển hóa X thành Y. Đây là X thành Y, không thể, Z không thể. Vậy Z không thể là metin propionate, không thể là thằng này. Đấy chưa? Vậy đáp án đúng câu 19 đáp án A. Câu 20 này. 20 này. Cho M gam hợp chất hữu cơ đơn chức X. Đây là 8% này. Đây 8% các em nhá. Các em nếu mà bị mờ thì các em share lại video livestream lại về tường ấy. Sau đó là lát nữa thôi là thầy sẽ up lại cái bản Full HD. Khi thầy up lại bản Full HD là nó lại nét căng ngay mà. Nhá. Nó hỏng quá. Nào tiếp nào. Câu 20. Cho M gam hợp chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%. 8% à? 50 gam dung dịch NaOH 8%. Thế vậy hoàn toàn mình được này. Hữu cơ đơn chức X, vậy nó là RCOO R phải. Được chưa? Tác dụng với NaOH. Thôi các em cố gắng lên xem lên video live stream lại về tường. Chốc nó thể up lên là sẽ, chốc thể up lên là nét căng luôn. Nào bao nhiêu bạn? Nào mình có này. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối, vậy muối mình là RCONa 9,6. Mình tìm được số mol NaOH bằng 50 x 0,08. 50 x 0,08 chia 40 bằng 50 x 0,08 chia 40 bằng 0,1. Số mol NaOH bằng 0,1. Ok, Trần Đỗ Trung Nam. Thank you. 0,1. Vậy hoàn toàn nên mình thu được là anh R cộng với 67 thì bằng 96 chia 0,1. Vậy mình tìm được R. 9,6 chia 0,1. Suy ra R bằng 96 trừ đi 67 bằng 29. R bằng 29, vậy thì chắc chắn chúng ta là gì? C2H5COO R phải. Được chưa? CH5COR phải. Vậy loại này, CH3 loại, C này loại, C này loại. Vậy chỉ có thể là CH5CO, CH3. Đúng chưa? Ô, Phạm Thanh Phúc bị nhầm à? Phạm Thanh Phúc bị nhầm à? Đấy, 9,6 gam muối mà. Thì nó phải là CH5CO, CH3. Đáp án đúng đáp án B các em nhá. Đáp án đúng đáp án B các em nhá. Lưu ý nhá. Cẩn thận ông bị nhầm nhá. Nào, mình sang câu 21 này. Mình sang câu 21 nào. 21 đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. 21 đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 nhá. Xà phòng hóa xà phòng hóa CH3COCH5 trong dịch náo mắt đun nóng thu được muối công thức là. Thế xà phòng hóa là cho thằng CH3COOCH5 đớp nhau với NaOH còn gì? Thì mình thu được là CH3COO Na cộng C2H5OH. Vậy muối là CH3CONa đúng không? Muối của mình là CH3CONa. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Nào mình sang câu 22 này. Câu 22 nhá. Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gam 1 ST X mạch thở. Hóa hơi hoàn toàn
các em ơi, thầy bảo khả năng cao hôm nay thầy chữa đến câu 25 nhá. Sau đó rồi tối thứ tư thầy chữa đến câu 40 nhá. Thầy đang bị đau họng nhá. Tối hôm nay chữa đến câu 25. Còn lại từ 25 đến 40 tối thứ tư mình chữa tiếp nhé. Tối thứ tư mình like tiếp nhé. Ok không? Ok không? Câu 22 này. Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gram 1 STX mạch hở. Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gram 1 STX mạch hở. Có thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gram khí oxy ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy mình tìm được số mol oxy bằng 1,6 chia 32. 1,6 chia 32 bằng 0,05. Và hoàn toàn mình tìm được phân tử khối của STX bằng 4,4 chia 0,05. 4,4 chia N bằng 88. Đúng chưa? Vậy phân tử khối của STE bằng 88 nha. Vậy hoàn toàn mình có này. STE mình là RCOR phải này. Số mol là 11 chia 88. 0,125. Vào NA hoắt dư. Comment có đáp án mạnh mẽ lên nào. RCOONA. Đúng chưa? Đây là 10,25 gam muối này. Số mol là 0,125 này. Vậy mình có R cộng với 67 thì bằng 10,25 chia cho 0,125 bằng 82. Hoàn toàn mình tìm được R bằng 15. R bằng 15 vậy chắc chắn nó là CH3COO. CH5 vứt, HCO vứt. Đúng chưa? Đáp án đúng đáp án. B, bỏ. Ok, thầy vẫn cố gắng like đều mà, Lê Thị Lan Phương. Ngày nào cũng like luôn, thứ hai, thứ tư. Cứ lên là thấy thầy luôn. Cố gắng theo dõi thầy nhá. Xong share video lại, share video live stream lại về tường nhá. Liên tục like luôn. Nào mình có câu 23 nào. Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glycerol, axit và axit C5OH. Thế bây giờ vừa nãy có bạn kêu là chiêu này không hiểu. Thế giờ thầy giảng lại cho ta hiểu nhá. Bây giờ thầy đặt axit này là 1. Thì axit C5OH này là 2. Trieste mà phải đủ 3 gốc. Thì được là 1 1 2 1 2 1. Được chưa? 2 1 1 là bị trùng với lại 1 1 2. 2 2 1 2 1 2 1 2 3 4. Đáp án đúng mình là đáp án B bỏ. Ok chưa? Dễ mà. Mình sang câu 24 nào, Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol. Ok em. Thủy phân hoàn toàn 0,1. Ok An Nguyễn. Cứ chú ý xem video live stream này của thầy là ok. Cái gì thầy cũng chiều hết. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol STX bằng NaOH. Thu được một muối của axit carboxylic Y và 7,6 gam ancol. Chú ý này. STX này. Mà thủy phân này thu được ancol Y này, số mol này 0,1. Thì số mol này 0,1 đúng không? Mà này 7,6. Vậy chắc chắn ancol Y là phân tử khối của Y bằng 7,6 chia 0,1 bằng 7,6. Thầy chịu tất, chính xác, thầy cân tất. Được chưa? À đây không phải ancol Y mà là ancol Z. Đúng không? Chất Y là muối có khả năng tráng bạc. Chất Y là muối có khả năng tráng bạc. Vậy thì chắc chắn 100% là chất Y mình ở đầu HCO. HCO, CH3. CH3 vứt. HCO được. Chất Z hòa tan ở COH hai lần. Tương đương với Z có OH đa và kề. Anh này tách ra 2OH này không kề nhau, vứt. Vậy chỉ còn hai này. Đúng chưa? Hai này thì tách ra này, anh này thu được ethylene glycol C2H4OH hai lần. Anh này tách ra thu được C3H6OH hai lần. Phân tử khối anh này bằng 76. Con này không phải 76. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Sarian Nguyễn, chào Ly Hoàng. Hello. Câu cuối của tối hôm nay nhá. Thầy nhắc lại nhá. Tối thứ tư thầy like nốt từ câu 26 đến câu 40 những câu khó nhá, các em chú ý theo dõi livestream nhá. Nào câu 25. Hỗn hợp X gồm một axit carboxylic no đơn trước mạch hở.
CN H2N O2 ancol đơn trước mạch hở ROH đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam x, thu được CO2. Các em ơi, các em bấm giúp thầy số mol CO2 bao nhiêu, số mol CO2 bao nhiêu nhỉ? 20,16 chia 2,4 bằng 0,9 cộng với nước, số mol nước 18,9 chia 2, sorry 18,9 chia 18 bằng 18,9 chia 18 1,05 1,05 giá trị của M. Thế các em lưu ý cho thầy này, cái thằng axit mà cháy thì luôn cho mình số mol CO2 bằng số mol nước, đúng không? Axit cháy luôn cho số mol CO2 bằng số mol nước. Thế mà đây mình thấy số mol nước lớn hơn số mol CO2. Với điều này chắc chắn là ancol này là ancol no. Và mình tìm luôn số mol ancol bằng số mol nước trừ số mol CO2. Ancol no, công thức của nó sẽ là CmH2m cộng 2O. Tại sao? Tại vì đề bài cho đơn trước rồi. Vậy số mol ancol mình tìm được là bằng 1,05 trừ 0,9. 1,05 trừ đi 0,9 bằng 0,15. Ok chưa? Đến đây thì đi bảo toàn khối lượng thì tìm được khối lượng của oxy nha. Thế có này 0,9 nhân 44 cộng 1,05 nhân 18 trừ 21,7 được bao nhiêu chia 32 ra số mol oxy? 1,15. Đến đây các em đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy để tìm được số mol của axit. 1,05 nhân 1, 0,9 nhân 2 trừ đi 1,15 nhân 2 trừ đi 0,15 chia cho 2 bằng 0,2. Hiểu chưa? Đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. N nhân 0,2 cộng M nhân 0,15 bằng 0,9. Đến đây ta có bảng, đến đây ta có bảng, lập bảng NM. Được chưa? Với N bằng 1 thì M loại, bởi vì M và N đều phải là số chẵn. Nếu N bằng 2 thì 0,9 trừ 0,14 loại tiếp. Nếu N bằng 3, 0,9 trừ 6 thì M bằng 0,9 trừ 0,6 0,3 M bằng 2. Được chưa? Vậy chắc chắn 100% CN2NO2 axit là C3H6O2, ancol là C2H5OH. Được chưa? Được chưa? Đề bài bảo thực hiện phản ứng este hóa với hiệu suất 60%. Anh axit này là C2H5COOH cộng với anh ancol này là C2H5OH để thu được C2H5COO C2H5. Số mol axit 0,2, số mol ancol 0,15, nhưng đề bài bảo hiệu suất có 60% là 0,6. Vậy tính ra thằng nhỏ hơn 0,15 nhân 0,6. Được chưa? Các em bấm nốt cho thầy xem kết quả bằng bao nhiêu. 0,15 nhân 0,6 bằng nhân 102 bằng 9,18. Đáp án đúng đáp án gì? Ok. Các em ơi, hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Tại thầy đau họng, mình còn câu 26 đến câu 40. Hẹn các em lại vào tối thứ tư 20:30 tối thứ tư nhá. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà. Chào tạm biệt nhá. Chúc các em ngủ ngon.